tin giáo hội Việt Nam đã có bốn giáo phận Việt Nam cho dân lễ trở lại. Như chúng ta biết, thời hạn cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã chấm dứt vào ngày 23 tháng 4, cùng với những hướng dẫn tiếp tục của các cơ quan hữu trách và những cách thức phòng chống dịch bệnh phù hợp đã có bốn giáo phận tại Việt Nam cho phép dân lễ trở lại, đó là giáo phận Hà Tĩnh, giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Vinh, và giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Trong thông cáo hôm 23 tháng 4 vừa qua, Đức cha Đa Minh Nguyễn Thái Hợp, giám mục giám phận Hà Tĩnh, chỉ dẫn các linh mục trong giáo phận. Các cha tái lập việc dân thánh lễ hàng ngày, nhưng nên chia nhỏ số lượng người tham dự như dân lễ riêng cho từng giới, từng giáo hạt, đặc biệt là các chúa nhật lễ trọng, cẩn thận áp dụng các biện pháp phòng ngừa mà các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, tạo không gian thoáng đảng nhất có thể khi cử hành thánh lễ. Cần rửa tay sát khuẩn trước và sau khi dân lễ. Giáo dân cần đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ. Tại giáo phận Mỹ Tho, văn phòng tòa giáo mục thông báo như sau. Từ thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020, các giáo sứ trong giáo phận tiếp tục cử hành thánh lễ Chúa Nhật và các ngày trong tuần như thường lệ với các lưu ý như sau. Số người tham dự thánh lễ tùy vào tình hình cụ thể tại địa phương, người cao niên từ 60 tuổi trở lên, các thiếu nhi, những người có triệu chứng sốt và ho, miễn dự lễ và không mắc tội, giữ các quy định về y tế, đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách tối thiểu với người khác, giữ gìn môi trường vệ sinh tốt tại giáo phận Vinh, tòa giáo mục giáo phận Vinh thông báo. Kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020, các linh mục trong giáo phận tái cử hành thánh lễ cho giáo dân tham dự để đáp ứng nhu cầu tâm linh và lòng khao khát lãnh nhận bí tích thánh thể. Suốt gần một tháng tạm ngưng thánh lễ cộng đồng, tuy nhiên phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Cuối cùng, Tại giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, hôm 23 tháng 4 năm 2020, văn phòng tòa giám mục chuyển ý đức giám mục giáo phận qua thông báo số 4 này với những nội dung giáo phận tiếp tục áp dụng phương án cách ly xã hội trong sinh hoạt tại nhà thờ thêm một tuần nữa cho đến hết ngày 30 tháng 4 như đã thực hiện rất hiệu quả trong suốt 4 tuần vừa qua. Nếu tình hình dịch bệnh vẫn ổn định hay lạc quan hơn, đúng 5 giờ, sáng ngày 1 tháng 5, toàn giáo phận chúng ta sẽ giống chuông trọng thể và cùng cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn nhau. Phụng vụ kính thánh du xe thợ và khai mạc tháng hoa kính đức mẹ. Trong niềm vui của bốn giáo phận trên, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt nhờ đó toàn thể giáo hội việt nam đón nhận được niềm vui dâng lễ trở lại trong một ngày không xa